Đội đỏ, đội xanh, mỗi đội có một. Đội có một cũng nói 1000 người mỗi đội. What? Hả? Trời ơi. Trước khi các khán giả được xem cuộc thi Cool Marathon, còn được chơi trò chơi khởi động. Quả đây là kệ quà tặng các món bụi bói siêu cool. Xe đạp cool vượt mọi địa hình. Bạn tưởng gãy đúng không? Thực ra đây là một chức năng gặp lại, có thể để bàn, còn hơi đeo cổ nữa. Tháo cái ngăn này ra thành một cái túi khác. Đây là những bạn đội đỏ chuẩn bị thi đấu. Ủa, đâu ra có cái bà áo trắng vậy? Hên quá, Chippy cũng hơn được một bạn. Chưa hẹn bét, mém bét thôi. Rồi bây giờ chính thức hẹn bét rồi. Chippy đã cố gắng vượt lên. Bạn này đang hạng nhất, nhưng quay lại vì phát hiện một điều bí ẩn trong chiếc lỗ này. Trong chiếc lỗ này, bạn nói lượm được một điều bí ẩn. Lượm được cái gì? Quý giá hả bà? Ủa? Trong chiếc lỗ này, bạn đó lượm được chiếc giày của bạn đó. Cái gì vậy ba? Ủa? Bạn kêu quay lại làm gì vậy? Quay lại để giúp đỡ đồng đội chứ gì bà. Lượm giếp mời. Các bạn nhớ trước khi chạy bộ, buộc dây giày cho chắc, chứ để rớt giày ra té rồi báo ba mẹ nè. Wow, giúp đỡ bạn đâu bụt dậy. Đúng là một tình bạn vô cùng cảm động. À mà thôi, suy nghĩ lại à hả? Phải đâu, có cực chi giúp rồi. Wow, có một thí sinh gương mặt rất là quen thuộc, không nhớ là ai nữa, mà đang là hạng bét. Không biết, một xíu nữa thì vượt lên, các bạn kia đã giành lại hạng nhất không nữa. Đội nón gì đi bạn? Ủa gì vậy? Tỉnh sao bằng bạn này? Rất là sáng tạo luôn. Người ta đi đường này, mình phải khác biệt chứ. Thôi lần này, mình không đi đường này nữa. Đi thấy nha. Một bạn trơn gian bị lại. Ý dễ thương quá. Hồng cánh sen. Ý lộn. Ghen cánh sen. Sẽ vượt qua lên núi bằng nhà thu. Wow, đường xanh quá rồi, giao luôn. Wow, hay à. Người ta rớt có một chiếc bể này, rớt một tặng một luôn. Cuộc thi này rất là tốn vậy. Khiến cả con muốn chui vô thi nữa kìa. Quả một bạn áo xanh đang dính đầu. Cái này rất là thấp cho nên phải gắng chui qua nha. Ủa, chui bên kia mà không? Nope. Không thích chạy, thích ngồi giữa mệt, xíu được rồi.
cũng không kém phần nhanh nhạy. Có một bạn đổi sang lá cây vượt qua bị chụp bạn áo hồng luôn. Đỡ hồng đã bị kẹt lại rồi. Quá bạn bị lỗ rồi. Còn đỡ xanh đang ở phía sau. Không một động tác thừa luôn. Rất dày đậm đi đi liền luôn. Ngại giọt tiếp theo. Chiều qua tiên luôn. Qua chị này rất là thông minh. Đi được tắt. Wow, xuống chú ba luôn kìa. Ngầu quá, té kìa. Ủa, tưởng tụ luôn kìa. Đúng đi trên nhà banh hả bà? Khán giả cũng rất là tốt bụng nha. Xong, chú nãy giọt này nữa là về đất rồi. Thôi là chú này đỡ kẹt. Đây là về đất rồi. Về đất sẽ được huy chương vàng quân vận động. Rất là xịn luôn. Bi chạy xong mặt phê.